Cô chú chị hiện tại bây giờ đó là Nam đang lên vô trong cáp treo đó, giờ đang chuẩn bị lên đỉnh. Ai ngồi xuống, lạc đường rồi, ngồi xuống đừng có ngồi ao cao. Ồ, lại lại gặp cô với chú này nữa. Ai em nghe không có cần kẹt. Không, lát cái chú đó là nó gió lắm. Này hạt chứ ngã xuống cái ngoài đầu gió mà. Nó lòn vô mới lỗ. Ủa, gia đình mình đến từ đâu vậy con? Đến ta tính là không, ý là gia đình mình từ đâu đến đây á? À, ở Đà Nẵng, Tân Biên. Tân Biên là An Giang. An Giang. Đà Nẵng, Tân Biên. Tân Biên Tây Ninh mình hả? Ủa? Vậy là Tây Ninh mình có Tân Biên nữa. Có. À, bữa nay là con mới biết luôn. Tỉnh nào là Tân Biên là ở An Giang. Đó, nãy tưởng đâu có An Giang á. Tỉnh Tây Ninh, huyện Tân Biên. Tân Biên là Tân Biên, An Giang. Tân Biên, Tân Biên khác Tân Biên. Đúng rồi. Mấy người đó tôi biết chắc. Đó là mát nha. Bên đó là như là đi lên chùa Bà. Ở cáp bên đó là chùa Bà, cô chú chị. Ngồi im. Không biết lát lên chị khúc trình đó có bị ù tai, biết đặt trước đi bị ù. Đặt này không có. Không, cô đi cũng đâu có đâu. Cái đó là dưới. Cái đó qua chùa Bà đó. Cái đó là bên cũ. Bên cũ. Cái này lên đỉnh đi qua chùa Bà đó là có đi qua luôn. Cái đó là cũ. Lên luôn, cái đường đó cũng lên trển luôn. Lên chùa Bà. Nó cũng là đi cái dạng mà tới trạm nó đi hai nơi em, cái đường đó đường đi hai nơi. Còn này mình đi trực tiếp lên, trực tiếp xuống. Cáp này chỉ đi có lên đỉnh thôi. Còn cáp bên kia đi là ghé nữa rồi đi nữa. Bên đó là mình muốn đi là đi combo luôn đó. Đi hai vị điểm chùa hang rồi tụi luôn nhé. Đó đi hai điểm. Mà cáp với cáp này chắc cũng mới vừa làm giống nhau. Còn cái cũ nữa, cái cũ dạ. Bên kia cái đó. Cái cũ là bên đó đó. Cái cũ tú luôn bên kia. Mà cái cũ là như ít có thấy hoạt động á. Nghe hết đi rồi, cái đó hơi như vậy. Còn mà nó không có hoạt động nữa chứ không có. Tết nè, có không? Đông liền. Con đây nè, nó giật lên đó nó mới cao. Thấy không? Đây nè, giật thẳng lên nè, nó cao. Đẹp quá cô chú anh chị. Cảm thấy thì ù lỗ tai đó. Ngày mai chắc đông lắm đó, ngày mai á. Cái này anh nói có mạng. Không có. Lúc trước là ở đây chưa có nha, nhưng mà bây giờ là nó phủ sóng rồi. Lúc trước là lên là đi lên đây là tiêu luôn nè. Hên là dịp teo mà lên đây là cũng tiêu rồi nè. Của con Vina là sống vẫn còn bình thường. Bất à. Ủa, mua vé nhiều anh? 250 đi lên thẳng hả? Còn là từ đây qua bên chùa Bà nữa là 400. 400, 450. Nãy nếu mà đi qua chùa Bà là 400. Con cũng đi lên đỉnh. Đó là khác à, đó là lên đỉnh. Tại cái Khánh Thành nè, Khánh Thành cho nên nó giảm giá. Nè nó rẻ hơn. Lên giá mà giảm giá là cũng có tâm rồi. Chưa rẻ như mình tin. Đó phía bên đó là chùa Bà đó cô chú chị. Đó. Em quay à, chưa ai đâu. Không có ai thấy vắng tanh luôn à. Quá nhà chú toàn cảnh. Đó có người ta đi kìa. Đó lên đây mét. Cái này nhưng từ từ lại
Nói chứ nó chạy cũng vậy đó, mà mình cảm thấy nó vậy thôi. Chứ đâu có tốc độ, đâu có từng tốc. Được tăng tốc cây không? Xe riếp đó mà. Thôi xe riếp đó. Ông chạy ớn hồn kìa. Vòng vòng mấy này mấy ba. Dạ bây giờ Nam đã xuống cáp rồi cô chú. Chị ơi, giờ Nam đang đi ra bên ngoài nha. Đi ra bên ngoài để mình đi lên trên. Để đi đi ra khu ngoài đó selfie. Đó. Lên tới trên đây rất là mát nha cô chú anh chị. Và đẹp quá cô chú anh chị ơi. Quá đẹp. Ôi mát quá. Đẹp quá. Đó. Rồi buổi chiều này lên nhìn tượng là rất là rõ luôn á cô chú anh chị. Bây giờ chưa có định hình là mình đi bên nào trước luôn á. Thôi bây giờ đi qua bên đây trước đi. Để cho cô chú anh chị xem. Và tối nay về đêm Nam sẽ review cho cô chú anh chị xem về đêm nữa nha. Ồ, rộng quá cô chú anh chị ơi. Quá trời đẹp. Quá tuyệt vời. Để từ từ Nam sẽ review từng khu. Quá xuất sắc, không thể nào mà tả được đó, cô chú anh chị. Bà con cô bác về đây rất là nhiều nha cô chú chị. Bị chói rồi. Ôi mát quá cô chú anh chị ơi. Ngày mai chỗ này là sẽ là làm lễ. Đó, làm lễ khánh thành nha cô chú anh chị. Đó, âm thanh sân khấu rồi chuẩn bị nè cô chú anh chị. Ai ai cũng đều tranh thủ selfie. Đó, bây giờ mình đi ra cái mé này nha. Ồ, quá. Đó, con đường đó nữa sau này là sẽ đưa vào hoạt động luôn nha cô chú anh chị. Đường đó là nghe đâu đó là 10, từ dốc lên đỉnh là 12 cây á. Đó. Đó, hiện tại giờ công trình đang làm đường. Đó, đúng là nóc nhà Nam Bộ có khác nha cô chú anh chị. Ôi, lấy cam. Lấy cam. Đẹp quá. Đó. Đây cam bay cảnh này thôi là bao đẹp luôn, bao phê luôn cô chú anh chị. Ủa mình đi đường nào xuống dưới đó ta? Ấy này là đi đường nào lên kìa, cái này ta khánh thành đã đóng xong chưa cho mình. Đó là ngày nữa sẽ làm lễ ở dưới kia rồi cô chú chị ơi, đó đang chuẩn bị hết rồi kìa. Cái này là mình không có xuống dưới được rồi.
thì bảo nó là tại vì bên kia hỏi, nó hỏi là sao rồi khách rồi đó. Ban tổ chức đang chuẩn bị cô chú anh chị đó. Quá trời đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Đó, tượng Phật Di Lặc đó cô chú anh chị. Bằng đá sa thạch nha, lớn bậc nhất thế giới luôn. Ủa, này làm nói chung là rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đây là âm thanh ánh sáng. Bây giờ Nam sẽ đi review những cái khu mà selfie nha. Ồ, cây tùng đẹp quá. Rồi. Nhìn cơ, nhìn hai ông bà đẹp quá, hạnh phúc quá. Quýnh lộn hoài. Mấy cô chú rất là vui, dễ thương. Đây, đây selfie thì nói chung không thể nào mà chê được cô chú chị. Buổi chiều mà ở trên đây hiện tại á, cái không khí cũng rất là mát. Năm là truyền thống của đa số người Việt Nam với quan điểm tâm linh, tôi có trả đó là biết ơn lễ tạ nhân tiền rồi. Sen trắng đẹp quá. Ồ, đẹp quá cô chú vậy ơi. Cho bản thân và cho mọi người. Tạm lúng bà đen, mỗi du khách sẽ tự tay viết lời nguyện ước và thắp sáng ngọn đèn. Rồi, thì ngày mai này ở đây rất là đông nha cô chú anh chị. Thuyền đăng niệm Phật và thả con trên dòng nước quanh chùa Hương Bát Nhạc. Sau khi viết, các ngọn đăng sẽ bị hóa nguyện với mong muốn những lời nguyện ước được gửi gắm trong hoa đăng sẽ thành hiện thực.
dành cho các du khách không có cơ hội lên đỉnh núi vào thứ bảy. Các đoạn băng đã được chuẩn bị sẵn tại quảng trường dưới chân tượng Phật Bảo Tây Bộ Đà Sơn vào thứ bảy. Phía dưới là khu nhà hàng ăn uống. Đó. Dạ cô chú anh chị ơi, hiện tại bây giờ Nam cũng xin phép kết thúc video tại đây và cảm ơn tất cả cô chú anh chị theo dõi và nhớ cho kênh một lượt đăng ký, một lượt like và một lượt bình luận nha cô chú anh chị. Dạ xin chào và hẹn gặp lại ạ.